ngành nông nghiệp phải phấn đấu làm sao đạt kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 44 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 vào chiều nay. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng biểu dương đánh giá cao lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương, các cấp, các ngành có liên quan đã vượt khó, đổi mới sáng tạo, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước, đặc biệt là bà con nông dân chịu thương, chịu khó vượt qua thiên tai, lũ dữ, bão lớn, dầm mưa dãi nắng để cùng chính phủ, các bộ ngành vượt qua khó khăn để có thành công ngày hôm nay. Tuy vậy, tăng trưởng ngành nông nghiệp vẫn chưa thực sự bền vững, nhất là khi chịu tác động của các cú sốc thiên tai dịch bệnh. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, giao thông nông thôn còn nhiều bất cập so với yêu cầu. Thủ tướng yêu cầu năm 2021 phải biến nguy thành cơ, phải đạt tăng trưởng khoảng 3%, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản hơn 3%. Chúng ta tiếp tục tìm thị trường để ổn định cái đầu ra của chúng ta trước khi chúng ta đặt vấn đề sản xuất. Chính vì vậy tôi đồng ý với những mục tiêu nhiệm vụ mà các đồng chí đã nêu, trong đó có cái việc là chúng ta tiếp tục thực hiện mục tiêu kép GDP các đồng chí phải giữ được khoảng 3%, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản trên 3%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt năm nay 42,2 thì năm 2021 phải khoảng 44 tỷ đô la. Nên chúng ta phấn đấu đến năm 2025, toàn nước chúng ta phấn đấu 80% số xã đạt nông thôn mới, thu nhập người nông dân tăng gấp 1,5 lần hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng nông thôn miền núi còn dưới 5% bình quân. Thủ tướng đặt câu hỏi, Tết này người dân sẽ ăn gì, cắm hoa gì, trồng cây gì, giá cả thế nào? Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tích cực chuẩn bị vấn đề này từ bây giờ, trong đó phải bảo đảm nguồn cung thịt lợn, không để giá lợn tăng cao. Thủ tướng tin tưởng Việt Nam sẽ có nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Nông dân sẽ ngày càng giàu có hơn, nông thôn sẽ ngày càng văn minh, phồn vinh, thân thiện và đáng sống.